Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 76 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 76 này là: sự sư suê tà cung rễn, chua sổ chi trữ bố Mình đọc lại một lần nữa: sự sư suê tà cung rễn, chua sổ chi trữ bố Rồi như vậy cái tự đề này có nghĩa là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. à, sự sư xuê là 24 tuổi ta cúng rỉnh là cái người đi làm thuê ta cũng là làm thuê làm mướn như vậy là à, sư sư xuê ta cúng rỉnh là cái người đi làm thuê 24 tuổi chua sầu chi trữ bố chua trữ bố tức là phát sóng trực tiếp chua sầu chi trữ bố tức là phát sóng trực tiếp bằng điện thoại di động thì mình dịch cái tựa đề dưới là anh công nhân 24 tuổi phát sóng trực tiếp bằng điện thoại di động Đọc lại một lần nữa ha. Ở sự sư xuê, tạ cung rỉnh, chùa sổ chi trữ bố. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người nắm bắt được nhiều không. Sau đó rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết nhé. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Trung của sủng xiên, dù dĩ cơ tạ cung 他的名字叫九云，今年二十四岁。他十五岁的时候已经开始打工了。他在工地工作，也在工地吃住。他的堂姐也在这里打工。九云在他的手机上直播。

Trung Quốc Trung Sinh dù ý cơ tà cung rỉnh. Trung Quốc Trung Sinh, Trùng Sinh đây là Trùng Khánh. Ở thành phố Trùng Khánh. Trung Quốc Trung Sinh là thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Như vậy là ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Dù ý cơ tà cung rỉnh. Có một người đi làm thuê. Tà cung rỉnh là cái người đi làm thuê. Tà cung là làm thuê. Tha tờ miễn chứ chào. Chiều Thá tên miễn là tên gọi của anh ấy. Tha tên miễn chứ chào. Tên gọi của anh ấy gọi là Chiều Duyển Cửu Vân. Thì mình chỉ có thể dịch là anh ấy tên là Cửu Vân thôi. Chín nạn ở sự sư xuê, năm nay 24 tuổi. Thá sử sư xuê tờ hô. Khi anh ấy 15 tuổi. Dì chiến khai sử tà cung là thì đã bắt đầu đi làm thuê rồi. Như vậy là anh ấy đi làm thuê uh, từ lúc còn rất trẻ. Mình đọc lại một lần nữa ha. Trung Quốc trùng sinh có một người đàn công. Nói tên của nó là Jiu Yun. 24 tuổi. 15 tuổi, nó đã bắt đầu tạ công rồi. Nó đang làm việc ở công trình công ty ở đây có nghĩa là công trường Tha chai công ty công cho anh ấy làm việc ở công trường, ở trai công ty chứ, trụ. Chứ là ăn và trụ là ở trong trai công ty chứ, trụ. Tức là và cũng ăn và ở Tại công trường luôn Tại cái nơi mình làm việc luôn ăn ở tại đó luôn ha Tha chai công ty công ty ăn chai công ty chứ, trụ tờ thẳng chè về traiơ Lý tà cung chè ở đây là chè chia, còn thẳng là những người bà con mà bên họ nội à, anh em mà bên họ nội thì mình đều gọi là thẳng hết còn bên ngoại thì ta có chữ biểu mình xem mấy cái phim Trung Quốc thấy có biểu ca biểu đệ đó biểu tỷ gì đó rồi biểu ca là ông anh họ bên ngoại rồi đó là chữ biểu là bên ngoài. Còn đường là bên nội Ví dụ như là đường huynh hay là đường ca chẳng hạn Đường ca thẳng cưa là ông anh Nhưng mà bà con bên nội, bên bố của mình Ở đây thẳng chè là bà chị họ Nhưng mà ta hiểu là chị họ bên nội nhé Thá tờ thẳng chè về trai trở lý tạ cung Chị họ của anh ấy cũng làm thuê ở đây Mình đọc lại một lần nữa Tha trai cung ti tạ cung về trai cung ti chư trụ Tha tờ về yeah, trai trợ lý tà cung. Yến, trai tha tờ sổ chi sang bố. Tà cung tờ y thiên. Là vân Đang nói tới cái nhân vật chính đây Rồi Trai tha tờ sổ chí sang Ở đâu mới làm gì Trai tha tờ sổ chi sang Là ở trên cái điện thoại của anh ấy rồi mới trữ bố tức là phát trực tiếp như vậy mình dịch là cửu vân đã phát trực tiếp bằng cái điện thoại di động của anh ấy chiều diễn chai tha tờ sổ chi sang trữ bố trữ bố cái gì phát cái gì cái chủ đề là tà cũng rảnh đời y thiên một ngày của người đi làm thuê tức là anh ta quay cả ngày ăn ở rồi và làm việc như thế nào thế nào anh ấy quay lại cái chủ đề đó đó rồi mình đọc lại cái cái phần này ha. Chiều yến trai tha tờ sổ chí sang trữ bố, tà cung rỉnh tờ y thiên. Hình khoai tha chiêu dổ là sư sử hoan cơ phần sư. Hình khoai là nhân giống. Tha chiêu dổ là nhân giống anh ấy đã có. À, tha chiêu là đã có cái gì nào? Sư sử hoan cơ phần xưa Phần xưa ở đây là người theo dõi, người hâm mộ. 400.000 người hâm mộ. Mình đọc lại một lần nữa. Chiều yến chai thả tờ sổ chí sang trữ bố, tà cung rảnh tờ y thiên, hình khoai, chiều yếu là sư sư quan cơ phần sư. Xên chai thả thiên tà cúng hiện nay, bằng ngày thì anh ấy làm thuê, hoàn sang, chua sổ chí trữ bố, buổi tối thì phát trực tiếp, phát trực tiếp bằng di động. Xin chai tha bái thiên tà cung hoàn sang cho sổ chi trữ bố. Phát trực tiếp bằng điện thoại di động. nén tha hái hỡ ba bà ma mà. Năm nay anh ấy còn cùng với bố mẹ dí chỉ mày là dí cơ phản chờ. Rồi cùng với nhau mua một căn nhà. Như vậy là anh ấy cùng bố mẹ mua được một căn nhà rồi. Đọc lại một lần nữa. Xin chai tha bái thiên tà cung hoàn sang cho sổ chi trữ bố ện thaải hửa bà má mà yỉ mày là gì cơ vãn chưa thì đó là nội dung chi tiết của bài sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình uh, nghe mình đọc trước và mời các anh chị và các bạn đọc theo đọc cho nó quen miệng quen lưỡi thì chúng ta mới phát âm tốt được rồi xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình nhé Trung Quốc, sủng xxiên có cơ tà công nhân. 他的名字叫九云，今年二十四岁。他十五岁的时候已经开始打工了。他在工地工作，也在工地吃住。 他的堂姐也在这里打工。九云在他的手机上直播，打工人的一天。 很快，他就有了四十万个粉丝。现在他白天打工，晚上做手机直播。今年，他还和爸爸妈妈。 一起买了一个房子, và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại một lần với tốc độ nhanh một chút mọi người cố gắng luyện nghe cái phần này cho nhiều để cho nó quen nhé xin mời mọi người bắt đầu nghe nào Trung Quốc sủng xin có ý cơ tà công rệnh tha tầm miễn sư chào chịu yến chín nén ơ sư sư 他十五岁的时候已经开始打工了。他在工地工作，也在工地吃住。他的堂姐也在这里工作。九云在他的手机上直播打工人的一天，很快他就有了四十万个粉丝。现在他白天打工。 và đến đây là kết thúc phần 76 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và cũng ngay cái mùa dịch bệnh này thì chúc cho mọi người cùng với người thân an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé xin chào mọi người